Em chào các bác. Hôm nay em quay video là có cái cây địa lan đỏ thủy tiên và cái cây vàng lá võng bán các bạn. Thì đây có cái đỏ thủy tiên đang có hoa, nó nở lên bông cuối cùng rồi các bạn. Nó là một cây cũng rất là đẹp và thân thù. Cái này các bác chơi sưu tầm các bác biết là nó nở, nó cũng rất là hay các bạn. Thì đấy là cây thủy tiên, cây thủy tiên. Còn bên này là cây vàng lá võng, một trong những cây cũng rất là đẹp, cánh bay các bạn. Cây này thì gần như là nó cũng gần tàn đấy, bông địch rồi, có bông dưới nó tàn rồi các bạn. Thì cái cây này nó, nếu mà để nói là như các bác chơi ấy, thì bông này nó sẽ rất là ấn tượng, bởi vì là nó rất là dễ nhận biết, như kiểu là đại hoàng đại thanh ấy, rất dễ nhận biết các bạn. Cái này thì nó khoảng tầm độ 5-6 năm chơi lan đầu, địa lan đầu tiên của em ấy, thì là em nhận ra và nhớ cái này, bởi vì nó trông rất là bắt mắt, trông rất là yêu, trông rất là dễ nhận biết các bạn. Thế nên là nó là cây rất là hay đấy. Các bác chơi sưu tầm, nghiên cứu hoặc xem cái video em đã từng quay á, bông rất là hay các bạn. Thì hôm nay thì em có mấy cái cây vàng lá võng tách ra, thì có mấy đơn, 5-6 đơn. Còn một cái chậu thủy tiên thì em còn mỗi, em có mỗi chậu đang hoa ấy thôi. Thì tí em sẽ ấy nhỏ cái chậu thủy tiên các bạn. Vàng lá võng đầu tiên thì là một thân già các bác nhá, thân già củ to, nhìn chung củ rất to, mọi người hay gọi củ to như củ su hào ấy, đa loại củ rất to các bạn. Cái này thì nó ba lá cơ bản là còn ổn các bác nhé. Lá cơ bản là còn rất là đẹp, lá to dài. Cái này lá của nó rất là dài các bạn. Lá rất là dài, lá 2, 4, 6, chắc còn hơn 70. Củ này rất là to các bác nhé. Rất là to, to hơn là củ tơ này luôn. Đấy thì cái củ to này thì em bán là 1 triệu 6 các bác nhé. Củ số 1 là 1 triệu 6. Củ này vàng lá võng, 1 triệu 6 củ già. Em sang một củ tơ, củ số 2. Cái này có mầm rồi, có nghĩa là em nhìn thấy mầm đây các bác. Đấy. Chứ bình thường em chả hay bóc ra đâu. Đấy, có mầm các bạn. Thân già, thân tơ, hai lá, có mầm. Cái này thì là 2 triệu rưỡi cây số 2 các bác nhé. Cây số 2, 2 triệu rưỡi. Em sang cây số 3, cây tơ, cây số 2, số 3 đều cây tơ này lá rất đẹp các bác nhé. Lá rất đẹp, nói chung là không có gì phải nghĩ cả. Đấy, lá rất đẹp. Cây số 3 này thì là 2 triệu 8 các bạn. Cái này thì chưa thấy mầm đâu à. Đấy, nhưng em chưa bóc ra làm gì, bóc ra thì thấy mầm ngay. Đấy, cây số 3 là 2 triệu 8. Em sang cây số 4, cây số 4 là 3 triệu các bác nhé. Cây số 4 là 3 triệu một thân tơ. Thân này cũng chưa thấy mầm đâu cả, chưa thấy mầm đâu, cũng ba lá rất là đẹp không lỗi tí nào các bạn. Ba lá đẹp không lỗi tí nào các bác nhé. Là cây số 4. Em sang cây số 5, cây số 5 này cặp này là 5 triệu các bác nhé. 5 triệu cặp tơ, 5 triệu cặp này. Cặp này thì nó bộ rễ cơ bản ổn, lá của nó mất một lá cụt, một lá bị cụt các bạn. Lá này đốm tí, một lá cụt, còn lại thì là cơ bản là ngon, cơ bản là đẹp các bạn. Cái này nó vừa hoa vừa rồi là 5. Cây số 6 này cũng là 5 triệu, cái này đang hoa các bạn nhé, nó bị cụt một lá này. Cái này thì nó không phải từ cái một cặp tơ, nhưng cái này nó là thân bánh tẻ lên một thân này, và thân này nó lên hoa luôn. Thân này thân bạch tẻ 4 lá, nó ra mầm, thế là bị hỏng mất một lá, còn 3 lá. Và thân tơ là bây giờ là 4 lá, đang hoa. Cái này khá là to, đuôi lá cũng cắt các bạn nhé. Đuôi lá bị cắt các bạn, nhưng cái này nó to. Cái này nó to hơn mấy cái kia nhiều các bạn. Nói chung là củ nó to như củ su hào, đấy mọi người hay gọi là to như củ su hào. Đây là củ rất là to các bạn, to hơn ngón tay cái này các bác biết này. Nó to lắm, nó gần bằng hai ngón tay, rất là to các bạn. Em sang cái cây bên này thì em có một cái chậu này thôi. Thì cái chậu này thì là 15 triệu các bác nhá. Hoặc các bác sẽ lấy là cái củ mẹ này của nó là 6 triệu rưỡi, còn cái củ tơ này là 9 triệu. Đấy, cơ bản nó như vậy. Đây lá này vàng, vàng chút. Cái này cái lá cây mẹ này. Cái này lá cây mẹ. Lá cây mẹ đây. Lá cây mẹ này các bác nhá. Đấy, lá cây tơ này. Cái tơ thì cơ bản là lá đẹp. Đấy, nó chỉ ba cái lá, nó bị loang loang tí thôi, nhưng không ảnh hưởng gì. Còn cây mẹ thì lá nó kém hơn chút. Đấy, cây mẹ thì lá nó vàng hơn và có chấm các bạn. Hoa là ở cây mẹ. Cây con cũng có hoa như cắt rồi các bác nhá. Hoa là ở cây mẹ. Cây mẹ 4 lá, cây con 4 lá, cơ bản là đều là cây rất đều đẹp các bạn. Các bác nhìn này. Đấy thì các bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại giúp em nhé. Em cảm ơn tất cả các bác. Em chào các bác.